Ủa, anh Lâm, em đã nói là em khỏe hơn nhiều rồi mà. Anh không cần tới đây để thăm em nữa đâu. Anh phải tới chứ. Tới để khen em một tiếng. Tự thuê người để đánh mình ra nông nổi như vậy, tôi đúng là nể phục em đó. Anh Lâm, anh nói cái gì vậy? Đừng có làm bộ nữa. Tôi tìm được hai tên đánh ghen em rồi. Tụi nó khai là em bỏ tiền ra thuê tụi nó để đổ tội cho Thi. Còn chuyện mẹ của Thi thuê thám tử để theo dõi tôi, em biết. Nhưng em vẫn cố tình để cho tên thám tử đó chụp được hình tôi với em, để người khác hiểu lầm. Còn chuyện em vô bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm nữa, lại đúng vào ngày tôi phải bay ra Hội An. Sợ dây chuyền của em đang đeo, chắc không có chuyện trùng hợp mua giống đâu đúng không? Tôi còn nói thiếu chuyện gì nữa hả? Em làm biết bao nhiêu chuyện như vậy chỉ để Thi hiểu lầm tôi với em ngoại tình với nhau. Tại sao em làm vậy? Tại sao em làm vậy? Em nói đi. Anh Lâm à, anh nói cái gì? Thật sự em không hiểu gì hết. Bộ có hiểu lầm gì đúng không anh? Em không có biết tên thám tử đó là ai. Em không biết mấy cái tụi đánh ghen đó là ai nữa. Em như còn ngoan cố hả? Có cần tôi mời hai tên đánh ghen đó với tên thám tử lên đồn công an đối chất với em hay không? Sẵn tôi nhờ công an xác minh luôn, người phụ nữ đưa em vô bệnh viện là ai? Có phải là người giúp việc của em không? Em hạ màn được rồi đó, đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa. Em xin lỗi anh, là do em quá yêu anh em mới làm vậy thôi. Em không muốn mình sai lầm thêm một lần nào nữa. Em không muốn mất anh nữa. Anh hiểu cho em nha. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh mà. Anh Lâm, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, tôi với em đã là chuyện của quá khứ rồi. Em xin lỗi mà, anh bỏ qua cho em nha. Tôi nể tình em đã từng giúp tôi trong công việc. Tốt nhất là em nên tự viết đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân của em đi. Đừng có để tôi phải công khai đuổi việc em. Anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm. Tại sao lại bị lộ? Hay là chính con Linh thấy hai vợ chồng họ sắp ly dị nên mới tìm cách để vạch mặt mình? Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói.